Lời trước tiên là em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em Asim cũng như là sếp với cô Trang. Nói chung là trong lòng em khi nào cũng biết ơn em Asim với cả sếp với cô Trang. Và cho em gọi em là một cựu học viên ở đây. Em chúc cho Eva ngày càng phát triển và đưa những học viên tới những đỉnh cao nhất của làm đẹp. Và chúc tất cả các anh chị em ở đây là sẽ có một cái về nhà sẽ có một cái tiền nho nhỏ cho mình và phát triển trong nghề làm đẹp ạ. Để em chúc mọi người sức khỏe và thành công. Ok.